Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại giải Futsal HD Ban vô địch quốc gia 2021, chiều ngày 30 tháng 3 đã diễn ra hai trận đấu giữa chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp VietFootball và Quảng Nam gặp Tân Hiệp Hưng. Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã có trận thắng đầu tiên ở vòng loại. Cả hai đội bóng bước vào trận đấu cùng chung cảnh trắng tay ở lượt trận đầu tiên. Trong khi Hưng Gia Khang Đắk Lắk thua Quảng Nam 1-3 thì VietFootball thua Cao Bằng với tỷ số 0-4. Chính vì vậy, đội thắng trong trận đấu này gần như nắm chắc chiếc vé đi tiếp. Thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả với quyết tâm hơn, Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã có một trận đấu bùng nổ, thắng đậm đối phương với tỷ số 7-1, trong đó có cú đúp của Hồ Duy Hải. 5 bàn thắng còn lại được thực hiện do công của Văn Sơn, Mai Nghĩa, Hồng Nhân, Việt Hồng và Văn Ngọc. Bàn thắng danh dự của VietFootball được ghi do công của Minh Hoàng. Trận tranh tài còn lại giữa hai đội Quảng Nam và Tân Hiệp Hưng diễn ra khá ngang tài ngang sức và kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Như vậy, khép lại lượt trận thứ hai, Hưng Gia Khang Đắk Lắk vươn lên xếp ở vị trí thứ hai với 3 điểm, cùng có 3 điểm nhưng kém chỉ số phụ, Cao Bằng xếp ở vị trí thứ ba, trong khi Quảng Nam dẫn đầu với 4 điểm. Hai vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về Tân Hiệp Hưng 1 điểm và VietFootball chưa có điểm nào. Lượt trận thứ ba vòng loại giải Futsal HD Ban vô địch quốc gia 2021 sẽ diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 4 với hai cặp đấu Tân Hiệp Hưng gặp Cao Bằng, Quảng Nam gặp VietFootball.